Tính chạy bộ về nhà, cô gái toát mồ hôi khi bị binh đoàn nhện ngáng đường. Mới đây, một cô gái đã chia sẻ đoạn clip ghi lại khung cảnh khiến những người thuộc hệ sợ những con nhiều chân và nhiều lông phải toát hết mồ hôi hột bởi hàng trăm con nhện đang bày binh bố trận, giăng tơ tạo thành một bức tường thành kiên cố khiến bao nhiêu con mồi phải khóc thét. Theo đó, trong lúc đang dự tính sẽ đi đường tắt để về nhà, cô gái bỗng nhiên chùng chân, đứng khựng lại một nhịp vì phát hiện ở ngay trước mắt là một chướng ngại vật vô cùng khó nhằn. Tưởng đang bị hoa mắt chóng mặt, cô gái dụi mắt mấy lần thì tá hỏa khi đó chính xác là ma trận nhện đang thả mình trên những làn tơ để ngắm nhìn dòng xe cộ đi qua. Cảm giác nó nhức nhức. Từ clip quay lại cho thấy hàng trăm con nhện trùng trùng lớp lớp được xếp xen kẽ nhau, trải dọc trải ngang từ đầu đến cuối dày chi chít, tạo nên một cảm giác nổi da gà. Con nào con nấy siêu to khổng lồ, đầy hiên ngang và không ngại va chạm, sẵn sàng xơi tái bất kỳ con mồi nào nếu như không may dính phải lưới tình. Mặc dù những con nhện không có độc và nó không thể làm hại một người to lớn, tuy nhiên sát thương tâm lý mà nó gây ra đủ khiến nhiều người phải ngất xỉu tại chỗ. Thậm chí một số còn bình luận rằng mới chỉ xem trên video thôi đã nổi hết cả gai ốc, nếu trực tiếp chạm trán với nó có khi phải chết lâm sàng một hồi lâu, may ra mới tỉnh lại được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.